Kênh LTK mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Ẩn, địa chỉ ở xã Nghệ Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng kiểng để mình nuôi Tết ha. Rồi chào anh Ẩn ơi. Rồi chào kênh LTK, chào tất cả bà con gần xa. Thì hôm nay nhân dịp năm mới xin kính chúc bà con được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Thì hôm nay đầu clip hôm nay mình có đem về một số cây phôi. Và một số có được một vài cây thành phẩm cũng giao lưu với bà con. Kính mong bà con ủng hộ để mình có động lực để tiếp tục săn tìm những cái cây đẹp hơn và mới hơn để phục vụ cho bà con. Mình xin giới thiệu, mình tên là Phạm Ngọc Ẩn, mình là ấp nhất xã Nghĩa Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của mình là 0917 231 734, đó cũng là số Zalo của mình. Mình xin đi vào chi tiết ở cây thứ nhất nha bà con. Cây thứ nhất, cây này là cây mai vàng nha bà con, cây mai vàng lùng đó bà con. Cái cây này là mấy cái trên này là mấy cái rễ treo, rồi mình cắt ở đây mình lấy cái lớp đế ở dưới nha bà con. Cây nó đã đâm tượt hết trơn rồi nghe bà con ơi. Đây nó có xì tượt ở chỗ này hết trơn rồi, đây chỗ này xì xanh rồi đây. Yeah. Mấy trên này nó ra hết trơn rồi, nó kéo thẹo xanh hết, kéo ha, kéo hết rồi. Rồi mình xin đo thông số, rồi chiều cao của nó là 44. Yeah. Rồi hoành mình đo nha bà con, mình đo cái này mình đo sát cổ đế ha. Sát cổ dưới này của nó là 30 35. Rồi mình đo trên này cái nữa cho bà con coi ha, trên rễ treo. Trên rễ treo trên này thì nó được 36. Rồi cây này đế đều hết ha bà con. Đế đều bốn mặt. Đế đều bốn mặt hết trơn. Nó tại hai lớp đế mình chặt cái rễ treo ở trên. Rồi cây mai vàng mã số 1 xin giao lưu với bà con là 2.600.000. Cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi bỏ nó được rồi. Tiếp tục số 2 là cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha bà con. Rồi cây này là bộ đế nó cũng được lắm bà con ơi. Rồi mình xin đo thông số. Cây này chiều cao của nó là 89 nha bà con. Rồi cây có trên cành ở cái này mà trên mặt ở trên này là nó cũng có kéo thẹo rồi nè nghe bà con. Đây. Cây này hồi đó người ta cắt người ta cũng nuôi rồi nha bà con. Cái này trong cái chậu mình gỡ ra mình con đế lại. Rồi mình đo thông số ở chỗ này. Cái này mình đo. Rồi hoành ở vị trí này của nó là 33. Rồi cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 2 giao lưu với bà con là 1.200.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này là mình bó bầu mình rút chậu nha bà con. Rồi xuống đi thôi. Đỡ luôn. Tiếp tục là mã số 3 cũng là mai chiếu thủy da đen lá lớn nha bà con. Cây này của nó là cây này là hai cây nó nhập một nha bà con ơi. Nói chung một củ ở dưới hồi đó nha bà con, cái là một củ ở dưới mà lên hai thân. Cây này già cây dữ lắm rồi. Rồi mình đo chiều cao luôn, chiều cao của nó là 56. Mình đo tổng hai thân nha bà con, tổng hoành hai thân của nó là 49. Rồi mình đo thân đại diện của nó. Thân lớn ha, thân lớn đi. Thân đại diện của nó là 33. Bà con xem ha, coi bộ đế của nó cũng được lắm nha bà con. Cây này về nuôi được. Rồi cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 3 giao lưu với bà con là 1.600.000. Cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đổi luôn. Tiếp theo mã số 4 cũng là mai chiếu thủy nha bà con. Cây chiếu thủy da đen lá lớn luôn. Cây này cũng nuôi rồi, cái này mình cũng có chân cành rồi mình rút lại nè nha bà con. Chơi còn sai lùng lực nha. Cây này có người ta có nuôi rồi bà con ơi. Rồi chiều cao của nó là 34. Rồi hoành mình đo vị trí này của nó là 39 nha bà con. Rồi. Yeah.
Rồi cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 4 giao lưu với bà con là 1.800.000, cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này về thả dưới đất nó không có lâu chân là nó kéo đầu rồi lại rồi bà con. Rồi tiếp theo mã số 5 cũng là cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha bà con, một cốt. Rồi mình xin đo chiều cao của nó luôn. Rồi chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 124. Ở trên này cũng có mấy mặt cắt rồi nghe bà con, bên đây mặt cắt, ở dưới này một mặt cắt nữa nè. Rồi theo ở đây dưới này cũng có mặt cắt nữa. Rồi cái này là đế của nó là tròn đều ở chân này nghe bà con. Mấy cái mặt chỗ này là cái ghẻ treo của nó rồi mình thấy nó không có đẹp mình cắt nha bà con. Đây mấy ghẻ treo. Rồi mình đo hoành nó luôn, mình đo phía trên của ghẻ treo nha bà con. Rồi trên ghẻ treo này nó là 53 nha bà con. Rồi mình đo mình quay một vòng trên này. Rồi. Đế bà con coi cái này là mấy cái cạnh đế chỗ này nó nở chỗ này là chỗ này nó có đế chân này nghe bà con, tại vì mình bó sát vô đây mình con đế rồi lại hết trơn rồi mình đã xử lý đế rồi nha bà con. Rồi cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 5 giao lưu với bà con là 3.800.000, cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con, tại mình bán cây phôi nhiều khi mình ship mà mấy cái nhánh mấy cái tược non này nó có gãy thì bà con cũng thông cảm nha, mình cũng cố gắng mình bó lại cho bà con ha. Rồi tiếp theo mã số 6 mã phải 6 hay 7 rồi mã số 6 cũng là cây mai chiếu thủy da đen lớn nha bà con, cây này là được nuôi dưới đất cũng được hơn một năm rồi nghe bà con. Ở đây mấy cái đầu kéo ở trên này là mấy cái này là mấy cái mấy giấy bạc nghe bà con, nó kéo thẹo nghe bà con, nó chỗ này trên này nó cũng có đâm rễ luôn nữa, nó kéo thẹo luôn. Đây mấy cái mặt này là nó kéo thẹo quá trơn nghe bà con ơi, kéo mạnh luôn rồi đó. Tài cây này ok hết hen, tay cành nó đã có hết trơn rồi nghe bà con. Rồi cây đây rồi mình đo chiều cao, mình đo thân chính nghe bà con, không có đo cái nhánh ở trên nghe, của nó là 49 nha bà con. Rồi rồi mình đo hoành. Rồi hoành ở vị trí này của nó là 70 nha bà con. Rồi mình ơi mình quay một cái mình ở vị trí 70 này mình đo hoành cho bà con xem ha. Mình đo vị trí này là 70 đó. Rồi bà con coi đế ha bà con. Rồi mình quay một vòng đế nữa cho bà con xem. Chỉ có mấy mặt cắt ở trên đó thôi, ở dưới là hoàn toàn là không có bị sẹo không bị lũa nha bà con. Rồi báo giá luôn anh. Rồi cây chiếu thủy da đen lá lớn mã số 6 giao lưu với bà con là 7 triệu đồng. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Những cái hình ảnh nào, cái chi tiết nào chưa rõ thì bà con kết bạn Zalo số là 0917231734 để mình gửi hình cụ thể cho bà con xem ha. Rồi. Tiếp theo mã số 7 là cây bông giấy nha bà con, bông giấy Mỹ. Cây này mình cũng nuôi vô đây cũng bỏ vô đây hồi có đâu cũng được tháng mấy 2 tháng giờ nghe bà con. Cái cây này nó có cái bộ đế lạ hơn người ta nghe bà con. Ở đây nó vòng cái dách qua đây. Đó nó giống như chị dách vậy đó. Cái lá của nó cũng khác hơn người ta nghe bà con. Không biết là cây này không biết là nó đột biến hay nó si gì không biết, nó ra tức là nó cái gân nó giống như lá cam thạch hết trơn á bà con ơi. Đốm đốm. Nó có đốm hết trơn luôn, hết hết cây nha bà con. Nó bông cũng mới đây mà bắt đầu là nó ra bông nha bà con. Rồi và đo chiều cao. Chiều cao của nó là 72. Rồi hoành vị trí này của nó là 22 nha bà con.
Rồi. Rồi cây bông giấy Mỹ mã số 7 giao lưu với bà con là 1.100.000. Cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con, mình để nguyên vậy rồi mình thêm sơ dừa ở trên rồi mình bó lại mình ship cho bà con ha. Rồi tiếp theo mã số 8 cũng là cây bông giấy Mỹ nha bà con. Cái bông giấy này là trồng ở trong cái chậu, cái này là cái chậu này không phải chậu của nó nha bà con, mình gỡ đất ra mình sang chậu nha bà con, không cắt rễ gì hết, mình con lại ở đây là nó vừa lú đọt ra hết trơn nha bà con. Cây này nó có cái củ rất là đẹp bà con ơi. Rồi mình đo chiều cao nó luôn nha bà con, chiều cao là từ chỗ cao nhất xuống tới mặt bầu đó là 85. Rồi tán ngang, tán ngang của nó là cao nhất của nó cũng 90 nha bà con. Rồi mình đo hoành luôn, hoành nó nhỏ nha bà con, vị trí này của nó là được 27 nha bà con, mà cái củ của nó thì nó lớn lắm, cái củ nó tới 62 đơn nha bà con, cái củ của nó bà con coi nó giống như hình thú nè. Ở chỗ này đây là cái mặt cắt nó bị có, nó có lũa chỗ này nha bà con, nó nhưng mà nó không có xuống dưới nha bà con, nó sành nha bà con, mình có đục một lỗ đó cho coi đó. Rồi cây bông giấy Mỹ mã số 8 mình giao lưu với bà con là 3.200.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc luôn nha bà con, cái này mình rút chậu mình bó bầu nha bà con. Lúc mà vận chuyển thì nếu mà bô cục nó có đi hơi chậm thì bà con cũng thông cảm nha. Rồi. Xuống. Chiếc chín ngày mai. Chích chích qua tới này, ngày mai đẩy. Đẩy qua này luôn. Chịu khó đi vòng luôn đi tính này. Khỏi. Khỏi chuyển lên cái mâm. Thôi khỏi khỏi. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là số 9 là cây mai vàng nha bà con. Chiều cao nó hết thước, nó tới vừa tới cổ rễ bà con ơi. Rồi bà con coi ha, cành nhánh đầy đủ hết trơn nha bà con. Này về mình ghép nhanh chơi ha. Đúng rồi, cái này là ghép là nhanh chơi lắm. Rồi đâu hoành luôn đi anh, để xong đi coi đế ha. Rồi hoành ở vị trí này tính là 32 nha bà con. Rồi. Nó hơn 32 mình tính 32. Cây này nặng lắm nha bà con ơi. Đường kính bầu của nó, cái bầu này mình tới 6 tấc luôn nha bà con. Đế đều. Đế đều ở chân nôm luôn nha bà con. Cộng đế thì lực ha. Rồi, báo giá luôn anh ơi. Rồi cây mai vàng mã số 9 giao lưu với bà con là 3.500.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này là về ghép là mau lắm bà con ơi. Rồi. Cái này là bầu zin nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 10 là cây ngâu nha bà con. Mình tính cắt, mình tính dọn lại mà để đây cho bà con xem ha. Mình tính cắt vô dây lại mà thôi, mà để cho bà con xem mấy cái bông này, bông vàng nha bà con. Cái này là cây ngâu này là nó ở trong cái chậu bình con lại, mình vô cái chậu nhỏ hơn nha bà con. Cây này được ông bác ông chơi cũng lâu năm lắm rồi bà con, dây rồi ship đồ này kia còn nguyên ở đây hết trơn nè. Hình thú đẹp luôn mà. Rồi mình xin đo thông số. Mình đo chiều cao thân chính từ đây nè nha bà con. Xuống tới là 59. Tán ngang của nó. Tán ngang của nó là 69. Rồi mình đo thân của nó chỗ này nha bà con, thân chỗ này cái cổ ngay đây nó nhỏ xíu rồi nha bà con. Cái cổ này nó là 15. Nhưng mà cái cổ, nhưng mà nguyên cái nếu mà đo thân của nó, đây, thân của nó chỗ này đây là 30. Nó có nguyên cái cũ chỗ này đẹp lắm rồi nha bà con. Giống như lên xù á. Này có nguyên cũ này là nó chai nguyên cục luôn. Bộ đế nó cũng quái lắm nha bà con.
Rồi, giá giao lưu anh. Rồi, cây ngâu mã số 10 xin giao lưu với bà con là 1.400.000 đó bà con. Rồi, ship chậu không? À, cây này mình rút chậu chứ không có ship chậu nha bà con. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo mã số 11 là cây sam lá chung nha bà con. Cây này bộ đế là nó là đế sấp bà con mà bị lũa phần này nha bà con. Nó chỉ nó còn có sống có cái mặt bên đây. Còn mặt bên đây là mình cạo, mình quét dầu bóng lên cho mình không có làm lũa nha bà con. Rồi cây này ở chiều cao mình đo thân lũa chiều cao nó nghe bà con. Xuống tới cái này của nó là 36. Rồi mình đo hoành ngay đây luôn. Hoành vị trí này của nó là 26. Rồi. Rồi bà con xem một dòng đế ha. Rồi, cái này nó chỉ còn sống bên đây. Xấu mặt bên đây thôi. Nó dính cái da đây ha. Rồi. Nó chết cái cây này. Cây này bà con nào nếu mà anh em nào chơi lũa thì về đánh lũa lại cho nó bóng lại nha. Rồi, cây sam mã số 11. Xin giao lưu với bà con là 900.000. Cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con, mình rút cái chậu này ra nha bà con, không có ship cái chậu này được nha. Rồi, tiếp theo mã số 12. Cây sam lá chung nha bà con. Cây này cũng sắp đế chung với bộ với cây kia đó bà con ơi. Cây này là đế nó đều hết trơn nha bà con. Chân cành có đầy đủ hết trơn. Mình có sửa cái ngọn trên này lại. Mà chụp nó lên cái ngọn trên này rồi bị mấy con gà nó nhảy cái tét cái ngọn. Chưa có lên cái ngọn được nha bà con. Thì nuôi cái ngọn lại. Nó cũng đang nhú tược ra đó. Rồi chân cành có đầy đủ nha bà con. Rồi mình xin đo thông số. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu của nó tới gốc luôn là 26. Rồi mình đo hoành luôn. Rồi hoành vị trí này của nó là cũng là 20 25 mà nghe bà con. Rồi tán ngang của nó. Tán ngang là 45 nha bà con. Để sắp ha. Để sắp đều. Để sắp đều hết. Rồi cây sam mã số 12 giao lưu với bà con là 2.200.000. Cây mà cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình rút chậu nha bà con. Đem sửa cái này lại. Không ạ. Đem sửa lại cho nó được lắc. Rồi anh cứ bỏ đây. Bỏ vô đây em chim. Cứ bỏ đây luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 13 là cây sam song hinh nha bà con. Ở dáng bay. Nó đang có bông luôn nha bà con. Đây nó bông tím nè. Đây bà con. Cái này đang lên bông ha. Rồi, đang lên bông tím luôn. Rồi mình đo tới thân chính của nó trước đi. Từ gốc nó tới thân chính. Là 40 49. Đi ra tới ngoài ngọn này luôn là 70 nha bà con. Rồi đo cái cổ hoành trên này đi. Cổ hoành trên này của nó có 19 rồi nha bà con. Chưa được 20. Bà con coi ha, đế ha, đầy đủ hết trơn nha bà con. Tại vì lắp cái phần đế này nó lại rồi. Này Cái này mình là khai đế. thác ha. Để mình khai thác thêm. Cái này đế cái này là nó còn ở này. Tại vì mình trồng nó đều mặt đế hết trơn nha bà con. Mình bao tròn mặt đế. Rồi cây sam trong hình mã số 13 giao lưu với bà con là 1.200.000. Cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình không ship chậu nha bà con. Tất cả cây này mình không ship chậu được nha bà con ơi. Rồi đổi luôn. Tiếp theo mã số 14 cũng là cây sam đó nha bà con. Mà sam này loại sam đau điểm nha bà con. Đau điểm này là nó bông nó tím cũng giống như mấy cây bông kia thôi ha. Đây có mấy cái chùm bông nó còn nữa nghe bà con, mình để bông ở đây cho bà con xem ha.
này mình cũng được vô được một nước dây nha bà con. Cái đầu trên này là cái mình thả cái ngọn để cho nó kéo cái đầu trên này nha bà con. Mình để cái ngọn đây cho bà con coi thôi, nếu mà bà con sau khi quay rồi bà con có chốt mình cắt ngang cái ngọn chỗ này nha bà con, mình không có để nha. Tại mấy cái ngọn trên này để bông rồi kia cho bà con thấy, bà con thấy thôi. Còn nữa là mình cắt cái nhánh, mấy cái nhánh này cũng vậy, mình cắt gom lại hết. Rồi báo thông số đi. Rồi chiều cao. Chiều cao mình đo là từ ở vị trí mình định cắt đó nha bà con, xuống tới mặt bầu của nó là 29. Rồi mình đo hoành nó luôn. Rồi hoành mình đo tham khảo vị trí này là 28 nha bà con. Rồi cây sam đau điểm mã số 14, Zalo với bà con là 1.100.000, cây mình bao ship toàn quốc, mình rút chậu nha bà con. Mấy cái mặt thẹo này là nó kéo vô hết trơn nha bà con, kéo lần lần vô hết rồi. Kéo mạnh ha. Kéo mạnh vô. Rồi. Cái này 1.1 triệu rút chậu. 1.1 triệu rút chậu. Tiếp theo mã số 15. Cây này cũng là cây song hình đá chung nha bà con. Cây này cũng được vô dây, được nước dây rồi nha bà con. Cái dáng nó cũng đẹp lắm bà con ơi. Đế nó cũng đều ha, thân lắc. Đây mấy cái cành nhánh này đây nó ra bông hết trơn nha bà con. Đây mình chừa cái đọt này để cho bà con coi mấy cái chùm bông này thôi, chứ cái nữa mình cũng cắt ở dưới này nha bà con ơi, mình không có để ha. Rồi mình đo thân chính của nó thôi. Ra thân chính của nó là 29 nha bà con. Tán ngang. Tán ngang là 42. Mình đo hoành. Hoành ở vị trí này của nó là 20 nha bà con. Rồi. Cây này thì đế là cũng đều cũng được lắm rồi nha bà con ơi. Con coi vào một vòng đế lại. Rồi cây mã số 15, giao lưu với bà con là 1.300.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình rút chậu nha bà con. Rồi mã số 16 là cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Lâu lắm rồi mới được cây trang đỏ lá nhỏ bà con ơi. Cây này mình hồi trước Tết mình có giao lưu rồi nhưng mà giá không thành công bà con ơi. Cây này mình cũng rút chậu bà con. Cái cây này là chờ nó ra ấm tàn cái là được, nó bích lại cái là được, là đẹp lắm nha bà con. Rồi báo thông số đây. Rồi chiều cao. Chiều cao là mình đo thân chính của nó là được 35. Tán ngang của nó, tán ngang lớn rồi bà con ơi. Tán ngang của nó 60. Rồi mình đo hoành, mình đo ngang cái cổ chỗ này nha bà con. Cổ chỗ này của nó là 27. Thân đại diện của nó thì mình đo trên này đi cái đi cho nó. Để đo chừng chừng cái cho bà con là 16. Rồi cây bông trang lá nhỏ mã số 16, giao lưu với bà con là 2.500.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này là tất cả cây này là mình rút chậu hết, không có cây nào mình ship chậu được hết trơn nha bà con. Rồi đổi luôn. Rồi mã số 17 là cây khí gân nha bà con. Cây khí gân này nó quá già rồi bà con, cái chi cành của nó, cái chi của nó là nó lớn. Nhìn cái hình dáng này giống như cái này cái đuôi con gà, cái này cái mỏ con gà. hai bên là hai cánh. Rồi báo thông số đi anh. Rồi mình đo chiều cao. Chiều cao này nó được 79. Tán ngang này lớn lắm nha bà con.
tán ngang cái này nó tới 1m1 rồi nghe bà con. Bên đó hoành cây này nữa, cây này hình dáng của nó ngộ 36 hoành. Còn nếu mà đo xích ở dưới nữa thì nó lớn lắm nha bà con. Bà con coi bộ đế của nó là cũng được, cũng đều, cũng đẹp lắm nha bà con. Cây này là mình bứng chứ không phải là cây chậu nha bà con. Rồi cây khế gân mã số 17, giao lưu với bà con là 2.800.000. Cây này mình bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cái rồi, chân cành của nó lớn lắm nha bà con ơi. Cái mình đo thử cái chi này chi. Cái chi số 1 hồi này là nó, cái chi này không là tới 23 là nha bà con. Lớn cốt lên. Mấy cốt này lớn không nha bà con. Rồi xuống thôi. Nắm lại cho nó. Bỏ này. Rồi mã số 18 là cây bông trang nha bà con. Cây này là cây đỏ nhung lá bóng nè bà con. Lá này là loại lá chung nè. Cây này là nó vừa búp bông rồi nha bà con. Hôm đó mình cắt tính Tết mà mình cắt nó hơi trễ. Tới bây giờ là nó mới được có 100 ngày đó bà con ơi, nó ra bông vậy nè. Nếu bà con nào có làm, nếu mà lần sau nữa bà con có làm thì nó hơi cắt hơi sớm hơn ha. Tranh thủ nó cắt khoảng cỡ 120 ngày là nó mới vừa Tết nha bà con. Ngày qua Tết nó mới nhú. Mới qua Tết mới nhú. Mình tính làm Tết nhưng mà nó. Rồi mình đo chiều, cái chiều bay nó ra này luôn nha bà con. Là nó được 90 nha bà con. Chiều cao. Chiều cao của nó được 60. Rồi, rồi mình đo hoành luôn nha bà con. Để quay con này đo hoành cho nó dễ. Hoành vị trí này của nó là 16 nha bà con. Rồi cây bông trang đỏ nhung lá bóng mã số 18, giao lưu với bà con là 1.400.000 nha bà con. Cây này mình gút chậu nha bà con. Cây này về cái bông của nó là cũng, nếu bà con chăm sóc đầy đủ hết trơn là bông nó lớn như là bông bông trang đó, là đỏ nhung lá lớn đó nha bà con. Tức là loại cỡ Mỹ cam rồi hết trơn á. Dịnh cây nha. Rồi tiếp theo là mã số 19, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay nha bà con, là cây mai vàng. Cây mai này trong chậu rút ra nha bà con, đế này là đều hết trơn nha bà con ơi. Cây này nó nằm chậu cũng được cả năm rồi nha bà con. Đế bà con quay coi một vòng đế dưới này, đế nó đều hết trơn, đều các mặt luôn, không trống mặt nào hết. Rồi báo thông số đi anh. Rồi mình đo chiều cao thân chính xuống tới này của nó là cao của nó là 85. Rồi mình đo ở hai vị trí dưới này cho bà con coi ha. Rồi mình đo cái này là cổ rễ nha bà con. Cổ rễ của nó là 53 nha bà con. Rồi bà con coi ha, vị trí này của nó là 53 đó. Rồi mình đo nó có cắn ở chỗ này chút xíu nha bà con. Rồi mình đo trên lên trên này nha bà con ơi. Lên trên này đi cho nó dễ. Bên kia nó có cắn ở đâu không biết. Rồi. Rồi ở vị trí này mình đo vị trí này nó là 47 nha bà con. Cám này nó lên nó già, nó nu lên, nó xù, tại vì nó trồng ở trong cái chậu không, thành ra nó không có đủ, nó không có lên được đâu nha bà con. Cái này đem ra đất thì trồng thì nó lên xù trở lại. Mấy cái rễ này là nó cũng đang kéo thẹo hết trơn được nha bà con. Rồi cây mai vàng mã số 19 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay, xin giao lưu với bà con là 4.200.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con.
Rồi mọi chi tiết xin bà con liên hệ số điện thoại 0917 231 734 nha bà con. Nó đang chảy xù, nó xù chỗ nãy chân nha bà con. Chỗ này nè. Đây cây này nó xù chỗ mặt này chân rồi Rồi. nè. Rồi đây cũng là mã số cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con, chúc bà con được dồi dào sức khỏe. Bà con mong bà con ủng hộ để mình có động lực mình săn tìm những cây tốt hơn, mới hơn để phục vụ cho bà con. Xin chào tất cả bà con, chào kênh NTK, xin chào tất cả bà con ha. Xin hẹn bà con clip sau.